Xem phim mà cảm cảm ơn thầy mình. Cảm ơn thầy mình. Ngồi đây mình cho xem phim. Ngồi xuống. Lại muốn tranh máy để xem hả? Không ăn nữa đó. No rồi. Thế ngồi đây. Đây mẹ cho ngủ. Ngồi đây. Ăn hết trong miệng đi rồi ngủ nha. Nha. Muốn ăn thì cứ lên đây ngồi ăn chứ. Hả? Sao phải ngồi ở dưới? Con sợ mẹ không cho à? Hả? Lên đây ngồi chứ. Ngủ đi nhá. Càng ngủ đi nhá. Đây. Xem nào. Mẹ cũng vừa massage tay chân cho Kaka nha, cho thoải mái nha, ngắn tay ngắn chân cho Kaka nè, nằm luôn đây nữa, nằm luôn đây nữa, bỏ tay đây, rồi đúng rồi, rồi xin tay chân nha, tay chân cho Kaka nha. Im, để mẹ nắn tay nắn chân cho nó. Mẹ nắn tay nắn chân cho nó. Bụp. Nào, nằm xuống đây. Nằm xuống đây, duỗi cái tay ra. Xem tay nào, massage cái tay này cho thoải mái này, nằm im